Đó các bạn ơi, hôm nay trời đẹp quá trời luôn các bạn. Hôm nay mình ghe đậu ở An Thới nha các bạn. Ghe bị trục trặc máy nên ghe vô An Thới mình đậu nè các bạn. Đó thì vô đây thì mấy chú có chuẩn bị mới ghẹ nè các bạn, để mình quay cho các bạn xem mới ghẹ nè. Đây để làm mấy cạn ơi. Ghẹ bự luôn nè bạn ơi. Nè ở dưới đây là còn cái nè. Ghẹ này là bắt là ghẹ xanh chắc. Còn là ghẹ đực này không. Các bạn xem cái cạn có bự luôn. Bây giờ ông chú không biết. Bây giờ có hai người ngồi nhậu thôi các bạn. Con nói chỉ có hai người thôi. Hai người ngồi nhậu em ghẹ nè. Vô anh thôi. Anh có con nghe không anh, chú đâu chú kêu gọi nó phải vô chứ đừng là nó không vô trời. Không, hai người cầm cụng em chụp cái hình coi. Cầm lông bia đem ra, cầm lông bia chụp hai người coi. Ok. Rồi. Này các bạn, để mình chụp. Em không? Quá trời luôn rồi, gỗ ghẹ nè. Sao bà luộc nó mặn nó ngọt hơn, nó luộc nó ngọt ta. Ngọt thiệt. Ngọt quá em chữa. Đó. Ngồi nhậu hai người lấy gai rồi. Làm lấy gai thôi con ơi, cái càng. Vô anh ơi. Đường nào mà không vô. Ngoài này thì chỉ có ghẹ không các bạn, ghẹ với cá này kia thôi. Giờ này mà có con vịt quay nhậu mới tới. Vịt lại đẹp quá à. Khui chạy khui mình vô cho nó sung sung thôi. Nắng quá trời nắng rồi. Không đường nào lần xít chân á. Đừng dụ. Thôi mày tao uống rồi đó, giờ là không đường nào tao lại nói chứ. Nó có điều hơn tao thấy nó say. Mấy cái càng nó say mà nó không được cãi tao được luôn. Đi hai giò đá lùi gì nè, đá ngang không. Tao biết mày say rồi. Còn gan á, cái càng là gan á. Càng nó thật dài luôn nè. Không. Dài hơn gan luôn. Gan mấy càng hai tấc mấy luôn. Không phải gan luộc nước mặn ăn ngon không? Nói gì? Nước mặn, luộc nước mặn luôn á. Dạ hả? Ừ, mặn nó ngọt luôn. Mặn ngọt luôn. Ngọt trời. Ừ, lúc con ăn thử coi. Trời ơi, mặn chát què, nãy giờ ai ăn cũng ngọt chứ mà ăn mặn chát. Chưa ăn được gì nữa. Trời ơi trời. Các bạn ơi, buổi sáng anh em nhậu nè. Xuống liền mà. Quá trời ơi, nhậu ngồi ở đây nè. Có ai người nhậu cái thao này thôi rồi. Quá trời luôn. Nè. Ghẹ này là ghẹ Barbie nè các bạn. Tôm nè. Cái này nói chung là đầy đủ luôn. Nè, nước chấm nè. Cà chua luôn nè, chi nè. Đó. Mỗi ngày là ngày nào cũng nhậu nha các bạn. Chỉ ngày mãi trời, chỉ ngày mãi trời đó. Giờ hết có đối thủ rồi các bạn ơi. Quá khứ. Quá trời mâm này, quá trời rồi. Làm cốc đi với bộ cầm hoài. Mình hiếu nữa các bạn. Sao quay không? Đã quá, đã. Làm bảy con tôm ơi. Mời ra đây à. Chấm đây. Không uống giờ không đưa bài vậy. Đây. Xin lỗi bà ơi, gần giả nhà ông Đức. Rồi. Ok. Đang chơi dễ nè, xuống rồi mình đi ăn cơm rồi. Mà chết tao vô lên giác rồi các bạn. Nè để cho chồng coi các bạn coi. Thứ rồi. Nhậu mà hơn là nhà hàng nữa. Quay chú ba hoài mày. Các bạn. Cái bánh cô đàng hoàng nè các bạn ơi. Giờ ăn nhậu cái này nè, nhậu. Giờ là các bạn ơi sáng dân nước bực khô rồi làm đầy đầy thôi chứ. Ăn nhậu nghèo tới cỡ gì đó các bạn ơi. Nè không phải gù ghiền các bạn, tại chưa ghiền nhậu rồi. Chưa ghiền nhậu rồi. Chưa ghiền uống mẹ. Không à. Ủa cái vỗ đùa cái chát à.
Đây là Lý Bình Đèo này các bạn. Bạn ơi, giờ tại sáng là nó có gì nhậu cho mình nhậu ba cái gì đó nó là vỏ mì chứ có hai con à. Cá thì đầy nhưng mà trời mưa bão không có bằng được các bạn ơi. Nè, là mưa dai với mực khô rồi. Các bạn nhìn thấy hầm gấu với hồng tơ các bạn. Để hầm gấu với hồng tơ kìa. Trời ơi mày với mày bẻ tao nữa rồi. Mấy bạn đi mấy cháu chi. Bự đăng lên ổng bự nước dài nhỏ mấy. Bự uống đi chứ, gót lại nữa thì uống hết đi. Ủa không uống, ổng cũng chứ ổng uống đó. Ổng uống đâu cái bộ đó. Chú bự thầy đó. Tao gót đầy lại. Tao vô quá bốn người chẳng nè. Dạ. Chứ nên tao uống uống nữa lẻ đó. À vô là quất nè các bạn. Quất cốc nè. Ôi trời. Dân Hồng Quốc nhanh quá trời các bạn. Uống xong rồi. Rồi mình cho các bạn xem là mọi bén không này các bạn. Ôi trời, mọi nước đất luôn. Ôi trời. Có miếng của mình rồi các bạn ơi. Nhậu nè. Đó. Nè. 200 thùng. Trời trời mưa các bạn ơi, không làm mọi được. Có mà tới thuốc không có hút thuốc cấp tăng này các bạn coi cái mấy tàu lao nữa luôn. Trời mưa không có làm mọi được các bạn. Nè. Nên nhậu khô mực với chai rượu đế. Trời mưa ấm cúng rồi các bạn ơi. Vậy là cũng quất cũng vui vẻ rồi. Thì phía trong thì anh em đang nằm đang để cơm, mọi người đi bấm điện thoại hết, bạn gián nó bấm điện thoại, người bấm nó có gì đâu bấm vậy, có một gắn cái gì đó, bấm không bấm rồi, nghe hướng không, bấm không bấm nghĩ vậy, còn Ngọc thì tối ngày nó xem hình gợi ta hoài các bạn ơi. Gây ta chứ mà gây nó tao tặng hiếu của tôi chúng gió gần chết mấy bạn. Còn con hốt thì nhắn tin dạo ta mà à. Mấy bạn muốn thấy gãy tôi không? Hiểu đâu, hiểu nằm đó vậy. Gãy gãy tôi các bạn ơi. Gãy gãy gọng các bạn, đẹp không? Gãy gọng đẹp các bạn. Nhắn tin này nhớ kêu nhắn lại đi. Anh ơi chồng điện thoại anh luôn đẩy em. Ồ, hộp chạy. Tên gì đó lên luôn. Nếu mày không lấy lưỡi bào mà mất sẽ mày. Tên gì Ngọc? Bào chứ con. Tên Trung. Ồ. Anh Ngọc có gửi các bạn ơi. Đâu. Anh Ngọc cũng đây có gửi rồi. Cũng có vậy. Ờ bà, quá. Không đem qua vậy. Anh Ngọc có gửi nha các bạn. Có đâu nó dở. Bè. Em có vậy. Có nhau hả? Thấy anh em lạ. 8 giờ. Lưỡi bào ngắn mà mở. Các bạn thấy tôi đẹp trai không? Tôi mua thêm chục mà nó vậy. Các bạn thấy tôi đẹp trai không? Có năm nữ không ơi, đâu chục. Ôi, thấy gớm rồi trời. Đừng có nấu. Các bạn thấy tôi đẹp trai không? Trời ơi trời. Lưỡi bào họ mua cộng đức què cho đưa vô. Đi mua lưỡi bào Việt Nam. Cộng có đức bọng gì. Bởi mấy thằng có tiền cho đỉ ăn hết bởi vì. Quốc đi. Đâu mua được lưỡi bào tốt. Cạo vô cái gấu đi. Cái này vậy thôi hả? Đẻo đi trời. Vô các bạn ơi. Ngủ sáng không lạnh mà. Ghét ngủ ơi gì nữa uống rồi tính ngồi hoài như vậy. Rồi ra luôn. 8 giờ là xuống. Ồ. Mở tới lấy cào luôn. Nè, ở ngoài trời đang mưa nè các bạn thấy không? Cái dòng mưa nè thấy không? Đó. Đưa mấy khu vực không thấy chỗ nào chứ vậy? Đây đưa đây mới thấy nè. Nhậu chỉ có con khô mực rồi các bạn. Nè, bốn người nè. Không có là chứ. Nè. Khô mực mà đâu dám ăn nhiều đâu. Biết như 7 lắm chặt là là. Biết từ hiển đến từ Hàn Quốc các bạn. Đến từ Hàn Quốc xuống ghe đây trời. Đó. Chú bự đại ghe, đại gia xuống nhào đó bạn. Đừng gọi là đại gia xuống nhào nè. Đó. Trời ơi. Chú Bảo Quỳnh nè các bạn. À, kinh quản điển, đại gia kinh quản điển. À, chú Bảo Quỳnh này chuyên gia kinh doanh số đời nha. Đi giữ không à. Mình phá chứ, cho số đời hả nha. Đứa nào nè. Quá khứ rồi. Không biết đánh sao mà ta cấm rổ rồi. Cái gì mà nhậu hồi sáng giờ mà không có giật cái rượu như vậy chạy. Hai chai đó. Hai chai đó. Hai chai nhanh kìa. Có gì ta. Con khô mực mà ăn uống dữ dữ vậy đó các bạn. Thấy không? Nè, được ăn cứng trắng thiệt mới đẹp. Tại vì sao các bạn? Tại bữa nay làm sớm quá mới có
7 giờ mấy 8 giờ nên mấy vú đang để cơm rồi dậu đây gai rồi đủ mà thức tới sáng nữa bốn năm con nữa luôn nó đó ăn tới giờ đó đã nghỉ à ai biết ăn tới giờ đó nghỉ đâu trời tôi về mà đi làm đủ không á về đi con chứ về về đủ ngon rồi ba về có hết 11 giờ là ba đi ngủ đi các bạn xuống rồi mấy chú nhậu các bạn.